Xin chào tất cả mọi người, xin cảm ơn tất cả mọi người đã follow kênh TikTok này của mình và cũng như là cái kênh YouTube của mình. Chủ đề về video ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về cái mức chi phí sinh hoạt khi ở Singapore làm việc nó sẽ rơi vào bao nhiêu tiền một tháng. Thì tùy theo mỗi một nhu cầu cá nhân của từng một người một thì chi phí sinh hoạt nó sẽ khác nhau. Theo như mình được tìm hiểu thấy thì mình biết được chi phí sinh hoạt ở Nhật Bản và chi phí sinh hoạt ở Singapore nó sẽ rất tương đồng với nhau và nó sẽ gần giống như nhau. Tại vì ở Singapore thì nằm ở đất nước khá chi là đắt đỏ với tất cả mọi khoản như là nhà ở và ăn uống. Riêng một cái khoản nhà ở thì mỗi một công ty, mỗi một chủ thì người ta sẽ có những cái quy định khác nhau, người ta sẽ hỗ trợ cho mình cái tiền nhà ở. Có chủ thì người ta cho mình 200 đô một tháng tiền nhà ở, có chủ thì người ta sẽ hỗ trợ cho mình 250, hoặc là có chủ thì người ta sẽ hỗ trợ cho mình 300 đô một tháng khi chúng ta sang Singapore làm việc. Thế nhưng với cái số tiền hỗ trợ đấy thì một tháng chúng ta thuê nhà ở sẽ không đủ cho chúng ta thuê một tháng nhà. Tại vì hiện tại thì khi mà thuê nhà ở một tháng ở Singapore rẻ nhất thì cũng là 350 đô một tháng cho một cái chỗ ngủ chứ không phải là một căn phòng. Chúng ta sẽ phải đi thuê nhà ở chung với hoặc là thuê phòng ở chung với những người đến từ các nước khác nhau. Đó chỉ là cái chi phí sinh hoạt về nhà ở, còn chưa nói đến việc chi phí sinh hoạt cho cái việc ăn uống của mình. Ăn uống thì tùy theo nhu cầu của mỗi người, có những bạn có thể nấu ăn được tại cái phòng hoặc là tại cái nhà ở của mình, có những bạn thì sẽ phải ăn cơm quán 3 bữa một ngày giống như là mình sẽ phải ăn cơm quán 3 bữa một ngày. Thì ví dụ như là mình theo như khoản chi tiêu của mình một tháng thì cái chi phí sinh hoạt của mình một tháng nó sẽ rơi vào tầm, nếu mà mình tiết kiệm lắm thì sẽ mất 800 đô một tháng cả nhà ở và cả tiền ăn. Thế là mình tiết kiệm lắm 800 đô một tháng cả tiền nhà ở và cả tiền ăn, trong đó có cả tiền đi tàu điện ngầm. Tại vì khi mà sang Singapore làm việc thì chúng ta đều phải đi bằng phương tiện xe bus và đi bằng phương tiện tàu điện ngầm. Thế nên là đây là cái video mà giải thích cho tất cả anh chị em khi bắt đầu sang Singapore làm việc, chúng ta biết được cái mức chi phí sinh hoạt tại Singapore là bao nhiêu để chúng ta áng chừng được xem cái mức lương mà người ta trả cho chúng ta nó có phù hợp hay không. Theo như mức lương cơ bản hiện tại thì tất cả mọi người đều có mức lương cơ bản là 1.200 đô một tháng hoặc là 1.300 đô một tháng chưa cộng tiền hỗ trợ nhà ở. Nên đó là cái mức sinh hoạt mà chúng ta cần phải tính để dự trù khi mà chúng ta muốn sang Singapore làm việc. Và xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi cái video của mình trong cái kênh TikTok này và cũng như là kênh YouTube này. Mình sẽ gặp lại mọi người vào những video khác. Nếu có bất kỳ những cái câu hỏi gì liên quan đến cái việc xuất khẩu lao động tại Singapore hoặc là liên quan việc ăn ở hoặc là công việc và cũng như là cuộc sống ở Singapore thì mọi người hãy để lại bình luận để cho mình biết và mình sẽ làm ra những cái video để giải thích từng cặn kẽ cho mọi người được hiểu thêm. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào những video sau.